Có cái một mẹo nho nhỏ, nếu mà hàng ngày các bạn cho nó tắm hàng ngày mà nó không tắm á, thì các bạn cứ để tầm khoảng 1 ngày đến 2 ngày thì mình chỉ vệ sinh chuồng trại cho nó, trước mắt là mình vệ sinh chuồng trại cho nó sạch sẽ thôi. Còn cái tắm thì các bạn có thể là 2 ngày cho nó tắm 1 lần, để mà nếu mà trước khi tắm á, các bạn nên kích thích nó một một xíu là mình dùng cái bình bình xịt các bạn, cái bình mà xịt nước mà cho nó phun sương á, thì mình sẽ xịt ướt lên cái người nó để kích thích cho cái việc nó tắm cho nó nhanh hơn. Mà thì giờ mình sẽ chế nước vào cho con chim nhỏ nó tắm thôi. Hello, Khi Nguyễn xin mến chào cả nhà ha. Thì mình thấy cái việc mà tắm cho chim các bạn, đây là cái công việc giống như là cái sở thích hoặc giả là cái thói quen của mỗi con chim, nó hàng ngày nó có cái nhu cầu là cần phải được tắm bạn. Nhưng mà sau có nhiều video khi Nguyễn đăng lên á, các bạn có comment vào là kêu mình hướng dẫn cái cách mà để tắm những chú chim, tại sao những chú chim nhà của bạn ấy là nó không thích tắm bạn. Thấy em chim cưỡng nhà mình nó mới cũng mới tắm xong nè. Bây giờ thì mình sẽ cho chú chim nhồng và em chim chim sáo nhà mình nó tắm ha, để coi để cho các bạn biết được là khi Nguyễn tắm những em chim như thế nào. Và khi Nguyễn cũng không hiểu tại sao mà các con chim nhà của mấy bạn nó không chịu tắm. Thì nếu mà khi Nguyễn cũng có cái một mẹo nho nhỏ, nếu mà hàng ngày các bạn cho nó tắm hàng ngày mà nó không tắm á, thì các bạn cứ để tầm khoảng 1 ngày đến 2 ngày thì mình chỉ vệ sinh chuồng trại cho nó, trước mắt là mình vệ sinh chuồng trại cho nó sạch sẽ thôi. Còn cái tắm thì các bạn có thể là 2 ngày cho nó tắm 1 lần, để mà nếu mà trước khi tắm các bạn nên kích thích nó một một xíu là mình dùng cái bình bình xịt các bạn, cái bình mà xịt nước mà cho nó phun sương á, thì mình sẽ xịt ướt lên cái người nó để kích thích cho cái việc nó tắm cho nó nhanh hơn. Mà thì giờ mình sẽ chế nước vào cho con chim nhồng mình nó tắm thôi. Đây bạn thấy thì mình đã chế nước vào cho em chim chim nhồng nhà mình các bạn. Bạn thấy nha, em chim những em chim nhà mình bạn, khi mà mình chỉ cần để nước vào một cái thấu như vậy thôi là nó sẽ bay vào nó tắm liền. Mà mình không hiểu làm sao mà chim nhà của bạn của các bạn nuôi mà nó không chịu tắm. Thì mình cũng đưa ra rất là nhiều lý do. Một là có thể là thời tiết nó lạnh quá cho nên là những em chim nó không dám tắm. Đó là cái lý do thứ nhất. Còn hai là các bạn có thể là con chim nhà các bạn nó đang bị nhát quá cho nên là nó cũng không không có muốn tắm. Những con chim mà nó nhát quá bạn thì nó gặp người mình đang đang nhìn nó cũng không dám xuống tắm bạn. Thì đó là hai cái nguyên nhân chính ha. Còn những nguyên nhân phụ thì mình cũng không biết được tại sao con chim nó lại sợ nước. Thì các bạn nào mà có comment cho Khi Nguyễn á, thì sau khi xem được cái video này á, thì mình cũng nên rút kinh nghiệm ha. Khi Nguyễn có chỉ các bạn ở trên là mình cứ để cho nó khoảng chừng 2 đến 3 ngày cho nó có cái sự ham muốn về cái vấn đề mà tắm rửa cho cái bụng mình đó mà. Thì lúc đó thì mình sẽ để cái cống vào để cái thố vào trong lòng và mình sẽ chế nước vào. Nếu mà các bạn muốn chim nó nhanh tắm hơn nữa thì mình sẽ kích thích nó bằng cái cách mà mình dùng cái chai xịt các bạn. Cái chai xịt mình phun sương cho nó ướt nhẹ cái mình đi. Rồi nếu mà con chim mình nó nhát quá thì bạn nên đi ra chỗ khác và mình chế nước vào, mình đi cho ra chỗ khác để cho nó không có thấy mình á, thì nó sẽ nhanh tắm hơn. Rồi, đó là em chim nhồng thì mình nó đã tắm xong rồi. Bây giờ mình tới 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 lượt em chim chim sáo thôi. Thì đây đây là cái dụng cụ để mình tự thiết kế ra bạn, để mình che lại cái miệng cống thức ăn á, để cho con chim nó tắm, nó không bị văng nước vào đó. Và cái dụng cụ này nó được lắp đặt như thế nào thì các bạn sẽ theo dõi mình cho em chim sáo mình tắm ha. Đây mình đã lắp đặt lên cái miệng của cái cống thức ăn rồi bạn. Bảo đảm con chim mà nó tắm nó có vùng vẫy cái những cái sợi lông của nó làm cho nó té nước lên á, thì nó không bao giờ mà nó rơi vào cái miệng của cái cống thức ăn bạn. Tại vì thức ăn này là cám viên khô quá, nếu mà thức ăn mà cái nước mà nó chạm vào cái viên á, thì nó sẽ làm cho cái viên thức ăn mình nó bị hư.
Cho nên là các bạn hãy nhớ bảo quản mà bằng nói chung là mình có thể sử dụng nhiều cách, nhưng mà cái cách tốt nhất của Khi Nguyễn thì mình sẽ cắt mà lấy một cái chai bự bự, mình sẽ cắt khoảng nửa chai và mình làm hai cái móc mình treo lên như vậy đó, các bạn thấy không, rất là ok. Giờ các bạn theo dõi nó tắm ha. Đây đầu tiên mình cũng bỏ cái thố vào và mình sẽ thêm nước vào đó bạn. Đây mình đã thêm nước vào rồi. Và các bạn cũng nhớ cho mình một điều ha, đây là cũng cái cách mà mình để Khi Nguyễn tắm chim thôi. Thì mình sẽ vừa sử dụng dung dịch giả hương, mình sẽ nhỏ vào trong trong cái thố nước tắm của nó và để cho nó tắm thôi. Xong, đó là toàn bộ cái quá trình những em chim mình nó tắm các bạn. Thì mình cũng sử dụng những cái cách cũng khá là đơn giản thôi. Chim của Khi Nguyễn thì Khi Nguyễn nuôi từ non lên, thì cứ khi mà nó đã biết tự mẫu thức ăn rồi đó bạn, thì mình cứ tập cho nó tắm, là mỗi ngày mình cho nó tắm một lần thôi. Thì mình thấy trời lạnh quá thì mình cũng không nên cho nó tắm, tại vì trời lạnh quá mình tắm còn không nổi nữa, nó chi con chim. Thì các bạn cứ canh ra, nếu mà con chim mình nó mà không thích tắm thì mình cứ 2 ngày hoặc giả 3 ngày mình cho nó tắm một lần cũng không sao. Chứ các bạn đừng nên mà cho con chim nó nghỉ tắm luôn ha, tại vì nước thì rất cần cho cái sự sống và sự phát triển của nói chung là tất cả các loài vật. Nếu mà con người hoặc là con chim hay là những cây cỏ gì đó mà nó thiếu nước thì nó cũng sẽ không được tươi tốt. Và thì thôi, Khi Nguyễn cũng xin cảm ơn em và mọi người nãy giờ đã theo dõi cái video của mình. Chúc anh em và mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt mọi người.